Xin chào bà con. Bây giờ ở Mỹ là tháng 2, 22 tháng 2, thứ năm, bây giờ 2024, khoảng chừng 11 giờ 47 phút khuya tối. Thì bây giờ em thấy tình hình chùa Bát Nhã thấy hơi căng rồi đó, thua rồi. Thì bây giờ em đang trên đường, em chạy lại chùa Bát Nhã, em cầu nguyện Phật mẹ Quan Âm. Bây giờ chỉ nhờ nhờ phước đức của mẹ Quan Âm mang trên ban phước lành may mắn đến cho chùa Bát Nhã thôi, chứ bây giờ là em thấy là tình hình chùa Bát Nhã là thấy bộ hơi căng rồi đó bà con. Bây giờ em đang trên đường lại chùa Bát Nhã, đúng 12 giờ đêm em cầu nguyện mẹ Quan Âm cho ban pháp phép màu may mắn cho đến cho chùa Bát Nhã chúng con được mọi sự bình an, không có gì trở ngại. Chứ con thấy bây giờ chùa là cả như là người khác đứng tên rồi, bây giờ hết là còn người Việt Nam rồi. Ủa, hết là chủ trì sư cô hay là phật tử của chúng con rồi, bây giờ là chùa đã qua bên bây giờ gần tới chùa Bát Nhã nữa con. Em đạp chút xíu nha. Tình hình là em đang có ở trước chùa Bát Nhã nè bà con, đang đứng ở trước chùa Bát Nhã. Bây giờ là khoảng 11 giờ 55, 56 gì đó khuya. Thì bây giờ đúng 12 giờ em cầu nguyện mẹ Quan Âm cho chùa Bát Nhã gặp nhiều may mắn. Chứ bây giờ là thấy tình hình nguy khẩn rồi. Bây giờ là đúng 11 giờ 11 giờ 49 đó bà con. 11 giờ 49 chùa Bát Nhã mình nè, là ngày 22 tháng 2 năm 2024. Tôi em đợi tới đúng 12 giờ em cầu nguyện mẹ Quan Âm phù hộ cho tất cả gặp nhiều may mắn, vạn sự như ý, chùa gặp tai qua nạn khỏi, không có gì trở ngại hết. Giờ là khoảng chừng 10 phút nữa đó nha bà con. Giờ là 11 giờ 50. Tình hình là em thấy mấy cái báo nổi tiếng ở Mỹ này, với là mấy cái đài rồi mấy cái phóng viên rồi nổi tiếng, là em thấy là nói là tất cả là chủ đề giờ đã tám tám là đã bán cho chủ mới rồi. Bây giờ sư cô quay chiếu là hết còn chỗ cũ rồi. Bây giờ tại vì nói tóm lại sư cô quay chiếu thiếu tiền mà không có thiếu nợ 1,7 triệu mượn vay bạc hỏi gì đó mình không biết, nhưng mà cuối cùng là bây giờ không có tiền trả thì nhà băng nghe nó phát mãi rồi, phát mãi là giống như là bán đấu giá đó bà con. Bán đấu giá, nhưng mà bây giờ có một cái cô Cathy Phạm, cô đó sao mình hình hài sao mình chưa biết. Cathy Phạm với lại chồng là người anh tên Khánh thì đã mua ngôi chùa này 3 triệu mấy đó bà con. Nhưng mà chùa này thì trị giá ngôi chùa này khoảng 6-7 triệu. Nhưng mà tại vì thiếu nợ nhà băng 1 triệu mấy, 1 triệu 7 mà nó cộng thuế má, cộng tiền lời, cộng luật sư này cái nọ là em nghĩ 2 triệu mấy, 3 triệu đó. Nói tóm lại ngôi chùa này giờ là bán 3 triệu mấy, 3 triệu 7 hơn gì đó. Bây giờ là chủ nghe nói là mấy phóng viên nổi tiếng ở đây, Đài TV, Lý Đô Sài Gòn nè, Người Việt Online nè, Đài SCT nè, báo đoàn báo của YouTube của TD Media nè, rồi Minh Chiết trực diện TV nè, Chiết Giang trực diện TV nè, rồi ông chủ tịch cộng đồng Phát Bôi, rồi
ông gì nghị viên nữa, nghị viên thành phố Grand Go nữa, tất cả là bây giờ nói là xong rồi đó, là TV này cả như là đài chủ Bát Nhã mình đã qua chủ mới đó bà con. Bây giờ cảnh này tuy là đẹp thiệt nhưng mà nó có một chút nỗi buồn của bà con, nhất là Phật tử Nam Cali, buồn, rất là buồn vì cô ngoại chiếu âm thầm mới sang tên thôi, mới sang giống như thầy sư ông Bát Nhã Thích Nguyên Chí mới sang nhượng cho chức trụ trì thôi, thì cô sư cô ngoại chiếu đã âm thầm lấy cái tên của mình là trụ trì, là đi mượn nhà băng một triệu bảy, mà nó tóm là triệu bảy bây giờ đâu mà không biết. À, thì tình hình nguy cơ và hết nguy cơ rồi, và thuộc về ngôi chùa này, thuộc về của người ta rồi, của cô Tiffany Phạm. Tại tất cả TV đều có nói hết bà con cứ em chỉ là nghe Sam nói vậy thôi. À, cô Tiffany Phạm là gì đó mình không biết, tại vì con chưa có da mặt thì mình chưa biết được, nhưng mà cái lực nó có cho 90 ngày giống như là chống đối hay là này kia nọ rồi đó. Nếu mà không đó thì cổ được quyền, tại vì cổ là chủ mà, cổ được quyền tự tung tự tác, cổ muốn biến cái chùa này là cái nhà của cổ cũng được, hay là cổ muốn biến là cơ sở cũng được, hay là biến là nhà thờ cũng được, hay là biến tất cả gì cũng được. Tại vì cổ là chủ mới, cổ được quyền làm tất cả hết bà con. Tất cả sư ông, sư Nico, sư thầy hay là sư cô huệ chiếu hay là Phật tử này kia nọ là không được quyền hết, mất quyền hết. Tại vì cổ là trên giấy tờ là cổ đã mua, trên mặt giấy tờ là đầy đủ hết giáo là cổ. À, cổ là mua đầy đủ hết giáo là cổ, trên mặt giấy tờ là cổ là đúng lực. Tất cả ai xâm nhập vô cá nhân riêng tư của người ta là được bị cảnh sát bắt hoặc là đuổi đi hết. Cái đó là của Mỹ, tại vì cái này là thuộc về cá nhân riêng của cổ rồi, cái địa phận riêng của cổ, gia tài tài sản riêng của cổ rồi. Tại vì cổ đã mua 3 triệu mấy là cái đó là tài sản của cổ rồi. Còn cái chuyện gì đó thì tò thì cái đó xử thì mình không biết, nhưng mà trên mặt giấy tờ đó, là cô Cathy Phạm đã làm chủ căn chùa ngay cái chùa Bát Nhã này rồi nghe bà con. Cathy Phạm à, cái chùa tuy cái cổng rất đẹp nghe bà con, nhưng mà xung quanh bây giờ có một cái nỗi buồn đen tối bà con thấy không, u ám. À, trong cái nhà trắng trắng đó là thờ di ảnh Hòa Thượng Thắng Quang. À, mới vừa viên tịch chừng 10 ngày nay thôi, nhưng mà tương lai sao thì ai về Đạo Phật con cũng không biết làm sao, con cũng cầu nguyện. Bây giờ là 11:55 nha bà con, 22 tháng 2, em đợi đúng 12 giờ em vô em cầu nguyện với mẹ Quan Âm, chỉ có ban phước lành thôi, may mắn thôi, chứ giờ còn mấy ban nếu mà không được thì cũng ban tinh thần sức khỏe cho sư ông, chứ cái này là tai nạn quá nặng, dồn dập đổ vô ngôi chùa Bát Nhã. Và sư ông bây giờ cũng lớn tuổi bà con, sư ông cũng bệnh hoạn, cũng nặng, cũng bệnh hoạn cũng yếu bà con, không còn mạnh dạng, không còn mạnh như xưa nữa. À, sư ông bây giờ yếu rồi. À, bây giờ 11:56 nghe bà con, em vô tới sân chùa chút xíu nè bà con, đợi em chút xíu nha. À, à, này là ngôi chùa đúng không? À, con đợi chút xíu nha bà con. Bây giờ em chỉ cầu nguyện mẹ Quan Âm thôi, chứ bây giờ là
Phật tử chúng con là đã mất ngôi chùa rồi, không còn ngôi chùa nữa. Thì chúng con chỉ nhờ phước đức cái may mắn của Mèo Ngâm bà con đợi chút xíu nha. Bây giờ là 11:58 bà con, khuya rồi bà con. Khoảng chừng 2 phút nữa thì em cũng đại diện tất cả hết bà con xa gần cầu nguyện cho chùa mà gặp nhiều may mắn. Chứ bây giờ tụi con Phật tử chúng con cũng khổ quá, bây giờ không biết làm sao được hết. Bây giờ cái cầu Mèo Ngâm thôi. Sắp 12 giờ đêm rồi bà con. Sắp 12 giờ đêm. Bây giờ là bây giờ là 11:59 rồi bà con. 11:59 ngày 22 tháng 2. Con có đứng trước chùa Bát Nhã. Bà con nhìn thấy rõ ràng không? Đó là chùa Bát Nhã nè bà con. Thành phố Santa Ana. Thì ngôi chùa bây giờ giống như là cãi như đã mất, đã sang qua tên người khác rồi. Bây giờ em con đại diện ra đây thì bà con đợi chút xíu nha. Đây là 1:59 chùa Bát Nhã, trước em đang chết trước của chùa Bát Nhã, khung viên đang tối, bà con đang ngủ hết. Bà con, bây giờ đúng 12 giờ đêm. Đúng 12 giờ đêm ngày 2 ngày 23 tháng 2 2024. Con YouTuber Phố Calibosa TV số 9. Con đại diện, xin đại diện toàn bà con Phật tử toàn thế giới nói chung, Phật tử chùa, Phật tử quận Cam nói riêng, chúng con chỉ có cái lời cầu nguyện với Mẹ Quan Âm, Quan Thế Âm Bồ Tát cho ngôi chùa Bát Nhã chúng con được nhiều may mắn, vạn sự như ý. Tại chùa chúng con đã bị sang qua chủ mới, thì nguyện cầu Mẹ Quan Âm và tất cả các tất cả hết các vị Phật và phù hộ cho chùa gặp nhiều may mắn, vạn sự như ý và tai qua nạn khỏi, nhất là cho sức khỏe sư ông của chúng con mạnh khỏe, đặng để có tinh thần sức khỏe mạnh để còn dạy chúng con thêm học hỏi nhiều Phật về Phật giáo lý. Con xin nguyện cầu Mẹ Quan Âm xin giúp chùa và chúng con trở lại bình an bình thường như mọi ngày, bao sóng gió đều vượt qua tai nạn, tai khổ, tai nạn đang bị đại đổ vô ngôi chùa chúng con. Xin Mẹ Quan Âm cứu nhân, cứu cho ngôi chùa chúng con gặp nhiều may mắn. Ngôi chùa chúng con tuy là đang qua chủ mới làm chủ, nhưng mà biết đâu sự mầu nhiệm của Mẹ Quan Âm sẽ
có một phép nhiệm màu nào đưa cho ngôi chùa chúng con sẽ trở lại bình thường và không có gì trở ngại. Nguyện cầu mẹ Quan Âm của chùa Bát Nhã phù hộ cho tất cả sư thầy trong chùa được nhiều mạnh khỏe, sức khỏe dồi dào, nhất là sư ông của chúng con mạnh khỏe. Và A Di Đà Phật. Và cũng xin tất cả các vong linh để chùa, để ở chùa, xin các ngài, kẻ chết quan người chết đất, kẻ chết trên người chết thiền chết biển, thì trên đường cầu nguyện cho chùa chúng ta đang bị gặp nạn, gặp khổ, gặp tai nạn, đang bị một cơn đà bão rất là nặng đánh vô chùa chúng ta, thì nhờ các ngài linh hồn vong linh các ngài phù hộ cho ngôi chùa gặp nhiều may mắn, mọi sự trở lại bình thường, không có gì trở ngại, tất cả mọi thứ cho qua hết, cái xui đang qua hết, cho mấy cái may mắn trở lại, cho ngôi chùa trở lại. Tại ngôi chùa này đang nuôi dưỡng biết bao nhiêu Phật tử đến tu tập tu học, nhờ các ngài, các vong linh, các ngài để các ngài hình các ngài để thờ bên đây, thì cầu nguyện dáng, cầu nguyện sao cho tất cả gặp nhiều may mắn hết cho ngôi chùa mình, nhất A Di Đà Phật, nhất là Hòa Thượng Thích Thắng Quang mới vừa viên tịch, xin cầu nguyện ngài linh hồn ngài cho phù hộ cho ngôi chùa chúng con gặp nhiều may mắn, không có gì trở ngại. Tuy là đang bị trở ngại nhưng mà có khi ngài ban phước lành đến cho ngôi chùa, cầu nguyện cho ngôi chùa chúng con được vạn sự như ý, không có gì trở ngại hết. Con cầu tất cả các vị Phật, chư vị Phật, tất cả các vị Phật hết phù hộ cho ngôi chùa chúng con, chùa Bát Nhã Santana đang gặp hoạn nạn, gặp nhiều may mắn, tai qua nạn khỏi. Ngôi chùa chúng con đang bị mất, đang bị qua tay một tay tên của chủ người mới. Con cầu nguyện sao cho chủ mới suy nghĩ lại và đồng ý sang nhượng lại cho sư thầy, sư cô trong đây vẫn là trụ trì, cho chúng con có nơi nương tựa để tới học hỏi và tu tập. A Di Đà Phật, nguyện cầu ơn trên ban phước lành tất cả may mắn đến cho toàn thể chúng con và bà con trên toàn thế giới được hòa bình, hạnh phúc, may mắn và làm ăn phát tài, vạn sự như ý. A Di Đà Phật. Và tạ ơn các ngài nhiều. Con đại diện, con là Phố Kali Bồ Sa TV số 9 của YouTube, con đại diện tất cả bà con trên toàn thế giới. Tuy là người ta rất tới muốn, người ta rất là muốn tới đây, người ta để cầu nguyện mẹ Quan Âm và tất cả vị Phật ở đây và mấy các vị các ngài vong linh ở đây, hoặc là ngài Hòa Thượng Thích Trắng Quang, nhưng mà đường xá xa xôi người ta không tới được. Thầy con xin đại diện tất cả những người trên toàn thế giới, bà con trên toàn thế giới, hoặc là Phật tử toàn quận Cam ở Cali này, xin có một lời cầu nguyện cho tất cả các vị Phật ban phước lành may mắn cho đến chùa Bát Nhã chúng con gặp nhiều may mắn, vạn sự như ý và trở lại bình thường, không có gì trở ngại, bao nhiêu sóng gió đều tan ra thành nước biển hết. Thì cho nhất là cho sư ông chúng con, thầy Nguyên Chí, sư ông Nguyên Chí chúng con mạnh khỏe, có sức khỏe, mạnh khỏe để còn dạy chúng con nhiều về tu tập chúng con đang cần tới ngày. A Di Đà Phật. Dạ, A Di Đà Phật. Tạ ơn các ngài nhiều. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Bây giờ là 7 phút 12 7 phút nha bà con. Em mới vừa cầu nguyện xong. Thì bây giờ
trời cũng lạnh, rất lạnh bà con. Tại vì Cali trời lạnh lắm bà con. Trời Cali lạnh lắm, rất là lạnh. Đó, bây giờ em đang đứng trước cửa chùa Bát Nhã đó bà con. Khoảng chừng hơn 12 giờ đêm. À, khung cảnh à, chỗ cái đèn, cái đèn đó, đó bà con. Cái đèn vàng mà nhỏ nhỏ, đèn vàng nhỏ nhỏ đó đó. Đó, đèn vàng nhỏ nhỏ đó. Trong đó là thờ di ảnh của Hòa Thượng Thích Trấn Quang đó bà con. Chỗ đó đó, trong đó đó. À, mình không có để em rung sát sát có được không nè. À, trong đây nè bà con. Là thờ di ảnh Hòa Thượng Thích Trấn Quang. Nhưng mà giờ tối mình không thấy được. À, cái này không di trước cái chùa đó bà con. Bây giờ lạnh lắm bà con. Sau 12 giờ rất lạnh. Cali rất lạnh. Em đang đứng trước cái chùa Bát Nhã đó bà con. Thì em tới mới vừa cầu nguyện cho mẹ Quan Âm, tất cả các vị Phật, các vị vong linh ở đây đều phù hộ cho gặp nhiều may mắn. Đặc biệt ở trước chùa có thờ Ngài Trần Hưng Đạo nha bà con. Và con cũng đại diện tất cả các vị Phật, con đại diện tất cả các Phật tử trên toàn thế giới. Con là Phố Cali Bồ Tát TV chú chính. Con đại diện cho tất cả các Phật, các vị Phật tử ở toàn thế giới và Phật tử ở Nam Cali và toàn Cali phù hộ cho Ngài vị vua Trần Đạo, phù hộ cho chùa chúng con đang bị mất, giống như xưa đang bị bệnh quân Tàu cướp vậy đó con, thì con cũng biết vậy đó, nhưng mà bây giờ đang bị qua tay chủ mới. Chủ tên là Ca Tư Phạm. Thì bây giờ qua chủ mới rồi, bây giờ con cũng cầu nguyện Ngài Trận Đạo phù hộ cho chùa chúng con trở lại bình thường, không có gì trở ngại. Tại vì chùa chúng con bây giờ là hiện tại chùa Bát Nhã này là tên là không còn chủ cũ nữa, sư ông cũng không còn nữa, sư cô vừa chiếu cũng không còn nữa. Thì bây giờ qua chủ mới rồi, bởi vậy con cầu nguyện Ngài có linh thì ban phước lành may mắn, đánh đuổi những cái tai nạn xui của chùa cho tan hết, cho chùa gặp nhiều may mắn. Và cầu nguyện Đức Ngài Thánh Trận Đạo phù hộ cho chúng con mạnh khỏe, bà con trên toàn thế giới hòa bình, mạnh khỏe ăn vui hết, làm ăn khá giả, tai qua nạn khỏi, sức khỏe dồi dào, tự do như nước. Con cảm ơn Ngài Trận Đạo nhiều. A Di Đà Phật. À, đó là Ngài Trận Đạo bà con. Ngài Trận Đạo có thờ trước tượng Ngài Trận Đạo trước chùa Bát Nhã đó bà con. À, đây là trước chùa Bát Nhã lúc 12 giờ, sau 12 giờ đêm, giờ khoảng 12 giờ mấy đó bà con. Đó, bây giờ khung cảnh rất là tối tăm. Thôi bây giờ em lạnh quá, giờ thôi bye bye bà con nha. Em mới cầu nguyện xong thì bây giờ vậy thôi. Giờ chỉ nhờ hồng ân của các vị Phật, tất cả các vị Phật với lại các ngài vong linh đồ để cốt rồi đây đó, thì giờ nhờ các ngài phù hộ tiếp tay thôi, cho mình kéo sao được ngôi chùa mình trở lại bình thường, không có gì trở ngại hết. Thôi bye bye bà con nha, em lạnh quá bà con ơi. Em đang đứng ở trước cửa chùa Bát Nhã lúc giờ chắc khoảng 12 giờ 20, mười mấy 20 đó. Giờ trời Cali tối lạnh, rất lạnh nha bà con. Thôi bye bye bà con nha, A Di Đà Phật. Nhớ bà con có tấm lòng nào thì cứu giúp gì đó thì cứ gọi vô chùa Bát Nhã, thì ủng hộ tịnh tài hay là tinh thần vậy đó cho ngài, nhất là ngài sư ông của chúng con là sư ông Thích Quang Chí á, cho có tinh thần mạnh khỏe để còn dìu dắt chúng em nữa. Thôi A Di Đà Phật, chào các ngài, chào các bà, hết bà con nha, chúc bà con mạnh khỏe nha. Này là em đang tường thật trước chùa Bát Nhã lúc 12 giờ 20 đêm ngày 23 Tết, ngày 23 tháng 2 năm 2024. Rồi, xin chào bà con.